Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy, nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy sao ngươi có thể nói với người anh em này anh hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi hỡi kẻ giả hình hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã bây giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi đó là lời chúa lời chúa khi tôi ngợi khen chúa Thưa quý ông bà, anh chị em Đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe Là một phần nhỏ trong chương 6 của phúc âm theo Thánh Luca Nội dung chính yếu của chương này Là tường thuật lại Việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ Kèm theo những lời giáo huấn đầu tiên dành cho các ngài Có một điều mà khi đọc phúc âm Người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy Đó là khi Chúa Giêsu bắt đầu đặt nền tảng cho đức tin Kitô Tô giáo Mà các môn đệ được coi là những người đầu tiên lĩnh hội được Thì Chúa Giêsu đã gặp phải một sự chi phối không hề nhỏ bởi tôn giáo đương thời Đó là do Thái giáo Mà các luật sĩ và biệt phái Các kinh sư và pha -ri Là những khuôn mặt điển hình Và rồi khi nhắc đến Những khuôn mặt này Từ mô tả của Phúc Âm Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy toàn cảnh của một bức tranh tôn giáo lúc bấy giờ. Con nghĩ là u ám lắm. Bởi một lối sống tiêu cực, một lối sống được Chúa Giêsu khiển trách nhiều lần trong Phúc Âm dành cho những thành phần lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Cho nên trước mặt mọi người, Chúa Giêsu đau buồn nhưng cũng thật mạnh mẽ Để nhắc lại lời tiên tri Isaiah Như một tiếng chuông giống lên Cảnh báo về đời sống tôn giáo lúc bấy giờ Rất là tiêu cực Chúa Giêsu nói dân này Thờ ta ngoài môi ngoài miệng Nhưng lòng của chúng thì xa ta Như con mới vừa nói Đó là lời của tiên tri Isaiah từ xa xưa đã nói như thế. Có lẽ vì thế mà nơi giáo huấn của Chúa Giêsu trong tinh thần bao dung và cầu tiến, một mặt là Chúa Giêsu phải chỉ ra cho được những cái sai phạm nghiêm trọng trong việc tiếp cận và giải thích lệ luật. Cùng với một lối sống quá nhiều tiêu cực của các thành phần lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ để họ có thể nhận ra và khắc phục và cũng là để các môn đệ của mình nhìn vào đó như một bài học thực tiễn dành cho mình. Và một mặt thì Chúa Giêsu phải trung thành, phải trung thành loan báo sứ điệp phúc âm cho mọi người. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của mình hôm nay và kể cả sau này nữa phải đi vào cái vết xe đổ nghiêm trọng về đời sống đạo của khá nhiều người mà giờ đây các ngài đang chứng kiến. Đó chính là sự giả hình. Cụm từ ngắn gọn này nó bao hàm một nếp sống không những là đi ngược lại với giáo lý về nước trời, với sứ điệp của phúc âm mà nó sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn nữa nếu nó được tiếp tục hình thành và lớn lên trong đời sống của các môn đệ Chúa Giêsu trong đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Sự giả hình được mô tả trong một hình ảnh, một người mù dẫn một người mù Thì kết quả sẽ rất là tệ hại Con xin mở ngoặt để nói ngay rằng Hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để so sánh đấy Nó phải được hiểu trong ý nghĩa của từ ngữ mà thôi Chứ không đề cập đến kỹ năng Bởi vì chúng ta biết rằng Bằng kỹ năng của mình ấy thì những người khiếm thị Họ cũng có thể đùm túm Dẫn dắt nhau Trong một cái mức độ an toàn nào đó Chúa Giêsu chỉ nói đến ý nghĩa Chứ không nhắc đến cái kỹ năng này Trở lại với hình ảnh người mù Trong sự so sánh của Chúa Giêsu, Ta sẽ dễ dàng nhận ra được rằng Người muốn nói đến các luật sĩ Và các biệt phái các kinh sư và các phariseeu dân chúng vốn là những người vì nhiều lý do khác nhau họ không có cơ hội tiếp cận và hiểu biết đủ về giáo lý và lệ luật của chúa thì giờ đây sẽ nguy hiểm hơn biết chừng nào nếu như họ được dẫn dắt bởi những con người cũng mù mờ như họ nhưng lại tỏ ra hiểu biết qua diện mạo và các hình thức phô diễn ở bên ngoài. Trong tình huống như thế, chắc chắn và chắc chắn rằng cả hai sẽ rơi xuống hố như là Chúa Giêsu đã mô tả. Chúa Giêsu không hề nói chung chung. Chúa Giêsu không quơ đũa cả nắm. Hôm nay, người chỉ cho họ thấy thế nào là sự giả hình qua một lời góp ý rất là nhẹ nhàng sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy sao bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và phê bình một khuyết điểm thật nhỏ nơi người khác mà lại quên mất hoặc không nhận ra cái sai phạm quá lớn, quá nghiêm trọng trong chính đời sống của bác Thưa quý ông bà và anh chị em, sống giả hình là một đề tài được nói khá nhiều trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên là nó được nhắc tới như một lối sống tiêu cực, cần phải xa lánh, cần phải loại trừ. Tổng hợp lại những lần Chúa Giêsu nhắc về lối sống tiêu cực ấy, ta sẽ tìm được một cái hệ luận cao nhất đó là trong nước trời không có chỗ cho người sống giả hình. Vậy làm thế nào để ta không phải rơi vào lối sống tiêu cực ấy? Một liều thuốc mà con cho là trị Đối với lối sống tiêu cực này Đó là sự khiêm nhường Người khiêm nhường có thể được hiểu Dưới nhiều khóc độ Và những cách diễn giải khác nhau Nhưng với con Một cách hết sức cá nhân Con cho rằng Người khiêm nhường Là người luôn luôn biết sống Đúng với chính mình là Tôi là người Tôi là người Nên tôi cũng có những khuyết điểm Giống như anh em của tôi Bởi đó Mà tôi sẽ cố gắng sống với anh em của tôi Bằng tấm lòng Bao dung Và thông cảm Tôi là Kitô Tô Hữu Vì là Kitô Tô Hữu cho nên tôi sẽ nỗ lực đặt để vào trong tất cả những ứng xử hàng ngày của tôi nhiều nhất có thể tinh thần của Chúa Giêsu qua phúc âm, qua lời dạy của người. Ừ. Chúng ta đừng sợ mình sẽ phải thiệt thòi khi mình sống khiêm nhượng với Chúa, với anh em, với bản thân của mình nữa. Vì Chúa Giêsu đã hứa rằng anh em hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng